Đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ bảy và lúc 9 giờ sáng thứ bảy và 7 giờ 30 phút tối chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh mời quý vị nghe một bài viết của bình luận gia Vũ Linh với chủ đề Đảng Dân Chủ Mỹ có phải là Đảng Cộng sản không? Thưa quý vị, có thể nói trong 100 người đọc câu hỏi trên thì gần như tự động ít nhất 90 người cười khẩy vì không tin. Dĩ nhiên, kể cả những người cuồng chống Biden hay cuồng chống cấp tiến cũng khó bảo vệ được cái lập luận Đảng Dân Chủ Mỹ là một Đảng Cộng sản. Mà đúng vậy, dù sao thì Đảng Dân Chủ cũng là một trong hai chính đảng của Mỹ, đã cùng với Đảng Thứ Nhì là Đảng Cộng Hòa, thay phiên nhau quản trị cái sức thành đồng của tư bản từ ngày lập quốc cho đến nay. Và trong quá khứ đã công khai chống lại các sứ cộng sản lớn nhỏ qua chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng đẫm máu. Làm sao nói Đảng Dân Chủ là cộng sản được? Đó là suy nghĩ bình thường. Thế nhưng nhìn vào những gì Đảng Dân Chủ đang làm hay cố gắng thực hiện thì nhiều người đâm lo mà không phải không có lý do chính đáng để lo. Ta thử nhìn lại xem thật sự Đảng Dân Chủ của Mỹ giống và khác các đảng cộng sản ra sao. Phải nói ngay, diễn đàn trái chiều không phải là một diễn đàn nghiên cứu lịch sử hay phân tích lý thuyết hay triết lý cao siêu gì, nên xin miễn bàn cũng sẽ không tranh cãi về các chi tiết lịch sử hay triết lý, chỉ nói chuyện thực tế mà người dân ngu khu đen như Vũ Linh này nhìn thấy và hiểu thôi. Những người chống cộng luôn luôn tố cáo tất cả các chế độ cộng sản, bất kể từ Âu đến Á, qua tới Phi Châu và Nam Mỹ, là những chế độ ác quỷ kinh tởm nhất, tàn bạo nhất, sắt máu nhất, chỉ biết giết và giết. Với những bằng chứng cụ thể không chối cãi được, những tố cáo này không phải là sai. Cộng sản quả là một thứ chế độ giết người không bao giờ e lệ tới nửa giây đồng hồ. Cả mấy trăm triệu người đã là nạn nhân bị các tay đồ tể cộng sản giết trên khắp thế giới. Thế nhưng nhận định về các chế độ cộng sản như vậy vẫn có phần hời hợt, thiếu chiều sâu. Không thể giải thích được việc các chế độ cộng sản đã có thời thống trị cả nửa số dân trên toàn cầu trong cả thế kỷ. Và nhất là không giải thích được làm sao các chế độ cộng sản tệ hại như vậy lại có thể đi từ con số 0 tới điểm thành công lớn đó. Muốn nhận định cho đúng lịch sử để rút bài học chính xác trong tương lai thì cần phải có cái nhìn thực tế và trung thực hơn. Cộng sản đã thành công chiếm được cả nửa thế giới nhờ vài yếu tố cực kỳ quan trọng như sau. Thứ nhất, giả dối lấy các lý thuyết xã nghĩa mị dân làm căn bản. Thứ hai, biến chế các lý thuyết đó theo hoàn cảnh địa phương để lừa dân, chiếm quyền. Thứ ba, dùng bạo lực để ôm cứng lấy quyền. Đầu tiên chúng ta nói đến vấn đề các triết lý và xã nghĩa mị dân. Các chủ nghĩa lý thuyết cộng sản tất cả đều phát xuất từ những tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hay nói tắt là xã nghĩa, phải nói là nhân bản nhất, đạo đức nhất. Các thế kỷ 18 đến 19 là thời gian rất nhiều triết gia, tư tưởng học bắt đầu suy nghĩ nhiều về cuộc sống của họ, về con người họ và đi xa hơn về xã hội chung quanh họ, về nhân loại. Để rồi họ khám phá ra con người và cái xã hội đó hết sức thiếu sót, còn quá nhiều sai lầm, thói hư tật xấu. Con người sống như bầy cá, trong đó mặc ai nấy tự do, cá lớn nuốt cá bé trong cuộc chiến sinh tồn không bao giờ chấm dứt. Dĩ nhiên tất cả các tôn giáo trong suốt cả ngàn năm lịch sử nhân loại đều hô hào nhân ái và đủ loại tính tốt trong cuộc sống giữa người với người. Nhưng tôn giáo vẫn mang tính cách viển vông thiếu thực tế, nhiều khi đậm màu mê tín dị đoan gọi là không khoa học, không đáp ứng được nhu cầu lý luận khoa học hợp lý của nhiều người, đặc biệt là của giới trí thức, không mang tính thuyết phục cao nên đã không thành công mang lại hạnh phúc cho cả nhân loại. Trái lại, nhiều khi thiên hạ đã thẳng tay giết nhau nhân danh tôn giáo. Nhân loại cần những giải thích và giải đáp cụ thể, thực tế hơn. Đó là việc làm của rất nhiều triết gia trong thời hoàng kim của triết học, các thế kỷ trước. Tư tưởng nền tảng của Cộng sản là công bằng trong sở hữu tập thể, không giai cấp xã hội.
là những tư tưởng đã phôi thai từ thời Hy Lạp cổ xưa mấy ngàn năm trước. Nhưng những khái niệm cụ thể nhất chỉ được bắt đầu vẽ ra từ thế kỷ thứ 16 qua cuốn sách của Thomas More có cái tựa thật ý nghĩa là Utopia, nghĩa là hoang tưởng. Nhưng Cộng sản hiểu theo nghĩa hiện đại chỉ thực sự ra đời cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ của Âu Châu qua các tác phẩm triết lý đối với... Xin lỗi quý vị, qua các tác phẩm triết lý đổi đời của Friedrich Engels và Karl Marx, đặc biệt là cuốn The Communist Manifesto, Tuyên ngôn Cộng sản, xuất bản năm 1848, đã trở thành một thứ thánh kinh của đạo Cộng sản. Để rồi từ đó, danh từ Cộng sản đã được đồng hóa với Marxist. Trong cách nhìn chung có thể nói, Cộng sản hay Marxist chỉ là hình thức cực đoan nhất của các lý thuyết xã hội chủ nghĩa. Nói một cách tóm gọn nhất, theo Marxist, thế giới được phân chia ra thành hai giai cấp tư bản thống trị và giai cấp vô sản bị trị. Tư bản bóc lột vô sản tận xương tủy, do đó vô sản phải nổi dậy bằng võ lực nếu cần để lật đổ tư bản, tự giải thoát cho chính mình, tạo ra một thế giới công bằng, nhân bản. Không có một khẩu hiệu nào ngu bằng khẩu hiệu làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu. Nghĩa là một cách cụ thể, trên thực tế có nghĩa là làm tà tà, khi nào chán thì nghỉ, nhưng nhu cầu lớn tới đâu cũng phải được hưởng. Thế nhưng cái khẩu hiệu đó lại đánh đúng vào tâm lý đại đa số người bình dân, người bình thường, lòng tham vô đáy, dễ dàng câu khách, khiến dụ dỗ được không biết bao nhiêu triệu người. Thứ hai là vấn đề những hình thức lừa đảo. Những triết lý nhân bản, công bằng vân vân ở trên đã đụng vào yếu điểm quan trọng nhất của con vật biết suy nghĩ là con người, và dường như đã cung cấp được một thứ thần dược chữa tất cả những thói hư tật xấu như tham lam, bóc lột vân vân, giải quyết được mọi xung đột quyền lợi trong xã hội, đưa đến cảnh thái bình trong tự do cho cả nhân loại. Đã được đánh giá thật cao và rất nhiều người đã coi những triết lý đó như đáp số cuối cùng cho mọi vấn đề của nhân loại. Trên nguyên tắc, các chế độ cộng sản trên thế giới có vẻ thuần nhất, đại khái tranh đấu cho dân lao động hay dân nghèo, chống lại sự bóc lột của đám nhà giàu, phần lớn làm chủ các phương tiện sản xuất như đất đai, nhà máy, vân vân. Trong mục đích tối hậu là tạo công bằng tuyệt đối trong toàn thể nhân loại, đó là cách tóm lược ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Nhưng lại quá giản dị để giải thích được sự thành công của các chế độ cộng sản từ xứ này qua nước nọ, khác nhau một trời một vực từ văn hóa đến kinh tế. Muốn hiểu sự thành công của các chế độ cộng sản trên thế giới thì phải hiểu là các chế độ cộng sản đó đều khác nhau rất xa và đã thành công dựa trên những yếu tố hoàn toàn không giống nhau. Đầu tiên là nước Nga. Người đầu tiên có công lớn nhất trong việc tìm cách mang các triết lý chủ tượng thiên tả xã nghĩa đó vào thực tế chính là Lenin. Lenin có cái viễn kiến hơn người, đã nhìn các triết lý gọi là xã nghĩa, tức là socialism, rồi Marxist như giải pháp cho những khốn khổ của người dân Nga và tìm cách khai thác, mang các triết lý đó làm mồi nhử để câu hậu thuẫn của đám dân Nga khốn khổ để thực hiện tham vọng chiếm quyền của ông ta. Những lập luận cơ bản của Marx trên thực tế chỉ có giá trị và sử dụng được tại các quốc gia có trình độ kỹ nghệ hay cơ giới tương đối cao, tiêu biểu là nước Đức dưới thời Marx, có những lực lượng thợ thuyền đông đảo phục vụ, hay chính xác hơn bị bóc lột tận xương tủy cho các kỹ nghệ cơ giới đó. Và nói trắng ra, đã chỉ áp dụng được vào đúng một trường hợp, một quốc gia, đó là Đức. Nhưng Lenin đã khôn lanh bỏ vodka vào, biến thành sản phẩm được mơ mộng trong nước Nga thời các sa hoàng, khi xứ này bước mạnh vào cuộc cách mạng kỹ nghệ của Âu Châu. Cái thành công của Cộng sản Nga gọi là Bolshevik là đã khai thác đúng cách những lý luận hết sức nhân bản của các triết gia thiên tả, đặc biệt là của Engels và Marx, đối chiếu với thực tế tàn khốc của cuộc sống của dân lao động Nga. Những lập luận của các đại triết gia thiên tả nghe thật là bùi tai, hữu lý và đáng phục. Cho dù không sống trong cái môi trường đã sinh sản ra những lý thuyết trên thì cũng thấy quá có lý vì quá nhân bản, quá tốt. Dĩ nhiên cũng phải nói là những sai lầm của các sa hoàng như thối nát, tham nhũng, độc tài, gia đình trị và tàn bạo v.v. đã đóng một vai trò không nhỏ trong thành công của cách mạng Bolshevik. Tóm lại, Cộng sản Nga dựa trên đấu tranh giai cấp thợ thuyền chống đại tư bản, tương đối giống theo tư tưởng Marx nguyên thủy nhất. Tiếp theo là Đông Âu.
cả khối các quốc gia Đông Âu đều theo Cộng sản hết. Nhưng đó không phải là những chế độ chính trị mà dân Đông Âu tự lựa chọn, chỉ là một thứ hàng nhập cảng miễn cưỡng do Hồng quân Liên Xô áp đặt sau khi đã chiếm được từ tay Hitler, chẳng liên quan gì đến chủ thuyết Cộng sản hay xã nghĩa gì cả. Tiếp theo là nước Tàu. Mao là một người rất mê đọc sách và nghiên cứu lịch sử. Cái thành công lớn nhất của Mao Trạch Đông là đã nghiên cứu rất kỹ về lý thuyết cộng sản của Marx và bỏ đầy đủ tương trao xì dầu, biến nó thành một lý thuyết có thể áp dụng được vào xứ Trung Hoa thời Mao. Đó là một xứ không có kỹ nghệ, không có nhà máy, không có thợ thuyền lao động, không có đại tài phiệt chủ các đại công ty hay hãng xưởng, nhưng là một xứ canh nông với các đại quan được phong vương phong hầu, chủ những mảng ruộng vĩ đại, nắm trong tay quyền sinh sát cả triệu dân cày ruộng hay làm công tác canh nông, để rồi Mao hóa phép biến các chủ đất, các đại quan phong kiến vua một cõi thành chủ nhà máy và chủ đại công ty, và dân làm ruộng thành thợ thuyền, và thành công mang cuộc cách mạng cộng sản Nga vào tàu, biến thành mì gói ăn liền. Cuộc chiến giữa Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông chỉ là một cuộc nội chiến, tranh giành quyền hành giữa hai người đầy tham vọng cá nhân. Nhưng Mao đã thành công chiếm được quyền nhờ khoác cái áo đấu tranh giai cấp nông dân chống đại địa chủ và quan lại, chẳng liên quan gì đến đấu tranh giai cấp thợ thuyền chống đại tư bản của Marx. Tất nhiên, phải nhìn nhận Mao cũng đã được các sứ quân tham ô nhất của Tưởng Giới Thạch gián tiếp giúp đỡ rất nhiều. Tiếp đến là Bắc Hàn. Chế độ cộng sản của Bắc Hàn cũng chẳng liên quan xa gần gì tới các Mác hết. Chỉ là họ nhà Kim lợi dụng và khai thác Mác để áp đặt một chế độ độc tài sắt máu cho gia tộc của mình thôi. Tiếp đến là Việt Nam. Khác với Nga, Việt Nam chẳng có nhà máy, chẳng có lực lượng thợ thuyền. Cũng khác với Tàu, Việt Nam chẳng có đại địa chủ, chẳng có các đại quan sứ quân, dân làm ruộng cũng chẳng bao nhiêu, chi phú địa hào lại càng ít hơn. Nhưng Việt Nam bị Pháp đô hộ và dân cả nước bị Pháp hành hạ bóc lột. Và họ Hồ đã hóa phép mang các cuộc đấu tranh giai cấp kỹ nghệ của Nga và giai cấp canh nông của Tàu vào Việt Nam, cho đội cái mũ đấu tranh giai cấp chính trị giữa khối dân địa phương yêu nước chống thực dân, thống trị đất nước, gọi là để giành độc lập. Và họ Hồ đã thành công. Phải nói ngay, cái áo Việt Minh yêu nước đánh đuổi Pháp đã thu hút được hầu hết dân Việt thời đó, kể cả các thanh niên Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Khánh, vân vân, trước khi họ trắng mắt. Trong hàng ngũ Việt Minh, chẳng mấy ai hiểu gì hay thậm chí để ý gì đến các lý thuyết cộng sản mơ hồ. Họ tham gia Việt Minh chỉ để đánh Pháp cứu nước thôi, chẳng biết cộng sản là gì, chẳng hiểu Marx nói gì. Cộng sản Việt Nam thành công chiếm được quyền nhờ khoác cái áo đấu tranh giải phóng đất nước, chống thực dân ngoại bang đô hộ, chẳng liên quan gì đến đấu tranh giai cấp thợ thuyền chống đại tư bản của Marx. Cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đấu tranh giai cấp giữa nông dân và đại quan phong kiến như của Tàu. Các thí dụ trên cho thấy những chính khách cộng sản như Lenin, Mao, Hồ, Kim v.v. nếu lịch sự và thân thiện thì có thể gọi là đủ sáng tạo và uyển chuyển để mang các triết lý Karl Marx để áp dụng một cách hữu hiệu nhất, đưa đến thành công trong những điều kiện và hoàn cảnh quốc gia khác nhau. Do đó, đừng nên ngây thơ nghĩ là cộng sản không có cách nào thò chân vào đất Mỹ này được. Nôm na ra, cộng sản là cái gì rất đa dạng, không phải chỉ có một mô thức duy nhất. Nếu thực tế hơn, phải nhìn nhận các tay này chỉ là những vua lừa đảo, siêu chính trị gia thời cơ, lợi dụng, chế biến rồi khai thác những triết lý gọi là nhân bản xã nghĩa để thực hiện tham vọng bá quyền cá nhân của họ hay phe đảng gia tộc của họ. Nói cách khác, chủ nghĩa cộng sản hay Lenin, Mao, chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa Karl Marx chỉ là cái áo giáp mà các tay chính khách đầy tham vọng cá nhân như Lenin, Mao, Hồ mượn để khoác vào người để thực hiện những giấc mộng quyền lực cá nhân của họ. Nôm na ra, các chế độ cộng sản chỉ thành công nhờ vào những giả dối lừa đảo, dối trá không hơn không kém. Không tin, cứ thộp đầu một anh cán ngỗ hỏi các bác nói gì thì sẽ nhìn thấy ngay cái mặt ngơ ngác của anh ta và những câu trả lời máy móc anh ta đã được dạy. Thứ ba là vấn đề bạo lực. Cái thế giới bình đẳng tuyệt đối của ý thức hệ cộng sản là ảo tưởng viễn vông thực tế, không thực tế, không thực hiện được mà chỉ có thể áp đặt bằng bạo lực thôi. Nhất là cái bình đẳng đó lại là bình đẳng giả dối thô bạo nhất. Bình đẳng trong khối dân ngu khu đen thôi, nhưng cái đám dân đó tuyệt đối không thể bình đẳng với giai cấp thống trị. Không còn là các đại tài phiệt chủ nhà máy, không còn là các đại địa chủ quan lại, cũng không còn là thực dân ngoại bang, mà là giai cấp đảng viên đảng cộng sản. Chẳng những nắm quyền mà còn có súng, có nhà tù, có luật lệ tự sáng chế để đàn áp mọi chống đối. Các lý thuyết hoang tưởng không đáp ứng được những đòi hỏi, những nhu cầu thật của người dân.
Do đó, sau khi chiếm được quyền, thì người Cộng sản lòi ra bộ mặt, chỉ còn một cách duy nhất để giữ quyền, đó là dùng bạo lực, công an, nhà tù, súng đạn để cai trị và tồn tại. Chuyện này quá rõ ràng, khỏi cần bàn thêm. Hiện tại, sau khi bức màn sắt sụp đổ toàn diện bên Âu Châu, và khoảng từ năm 1989 đến 1990, bất kể xe tăng và nhà tù, các chính khách và trí thức xã nghĩa thiên cộng trên khắp thế giới, từ Âu qua Mỹ, vật lộn với chính họ để tìm cách bào chữa cho cái nhìn thiên tả của họ. Có nhiều kiểu biện bạch, nhưng nói chung, họ giải thích bằng cách quay ngược lại để tố cáo các chế độ cộng sản độc tài đẫm máu của Stalin hay của Mao đều không phản ánh lý tưởng thiên đường xã nghĩa của họ. Chỉ là bọn thảo khấu Stalin và Mao đã cưỡng chiếm lý tưởng xã nghĩa, khai thác và dùng làm công cụ cho chính sách độc tài tàn bạo của họ thôi. Cái kiểu bào chữa này đã được dân Âu Châu tuyệt đại đa số vẫn chịu ảnh hưởng rơi rớt của các chủ thuyết thiên tả, mừng rỡ ôm chầm lấy như cái phao cứu sống họ, giúp họ biện bạch tại sao họ lại thiên tả. Nghe cũng hợp lý. Cho đến khi đặt câu hỏi vậy tại sao trong suốt hơn 7 thập niên chống cộng sản thống trị Nga và nửa thế giới, trong khi Stalin, Mao, Hồ giết cả 100 triệu người, đã không có một anh triết gia xã nghĩa nào lên án Stalin hay Mao, Hồ, mà lại đợi tới khi chế độ sắt máu cộng sản bị rơi rớt từng mảng mới ngụy biện. Các Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Noam Chomsky chưa bao giờ lên tiếng tố cáo Stalin hay Mao hay Hồ, trái lại luôn miệng ca tụng chúng, cho đến khi bức màn sắt sụp đổ hoàn toàn, xác cả 100 triệu người bị giết được phơi bày ra thì mới uốn lưỡi mếu máo biện giải. Ngay cả vài cái đám dân mít tị nạn cộng sản tại Âu Châu cũng mau mắn làm vẹt nhai lại những biện bạch này. Phân bua là chúng tôi vẫn chống cộng chết bỏ, nhưng ủng hộ các chế độ xã nghĩa Âu Châu vì họ không phải là cộng sản, mà họ là dân chủ xã hội, là thiên chúa giáo xã hội, là những gì gì đó mà chẳng ai hiểu rõ. Họ bào chữa xã hội chủ nghĩa không phải là cộng sản. Họ giảng giải xin thiên hạ đừng lẫn lộn xã hội, xã nghĩa với cộng sản, đừng nghĩ cứ tả phái là cộng sản hết. Ở đây các cụ tị nạn tìm cách chơi chữ loanh quanh các danh từ xã hội, tả phái, để rồi chính họ cũng bối rối, chìm nghỉm trong rừng chữ nghĩa. Khi người ta tố Âu Châu thiên tả thì các cụ nhảy dựng lên cãi, Âu Châu không phải là cộng sản. Ủa, có ai nói Âu Châu là cộng sản bao giờ đâu. Cũng vậy, khi người ta tố Đảng Dân Chủ ở Mỹ thiên tả, các cụ cũng nhảy nhổm phản đối, Đảng Dân Chủ đâu phải là Đảng Cộng sản đâu. Cũng vậy, có ai nói Đảng Dân Chủ Mỹ là Đảng Cộng sản bao giờ đâu. Muốn nhận định cho chính xác cánh tả, phải hiểu có 3 loại người thiên tả hay là thân cộng như sau. Thứ nhất, triết gia cộng sản và trí thức cộng sản sống trong ảo vọng của lý thuyết hoang tưởng. Đó là những Sartre, Russell, Chomsky, v.v. Thứ hai, chính trị gia ý thức được những lý luận cộng sản là những mồi câu cá hữu hiệu nhất, khai thác tận cùng cái ước vọng của dân để phục vụ cho tham vọng chính trị và quyền lực của cá nhân mình và phe nhóm. Đó là những Lenin, Stalin, Mao, Hồ, v.v. Thứ ba, những tay trí thức nửa mùa mà không tri thức, mơ mộng cái ảo tưởng xã nghĩa mà mù tịt hay cố tình nhắm mắt trước những cái tàn ác thực tế của ngực cộng sản. Đó là những người mà Lenin gọi là useful idiots, những cái thằng ngu hữu dụng. Đừng nói chi xa, trong miền Nam Việt Nam trước đây và ngay trong cộng đồng tị nạn Việt Nam trên thế giới hiện nay, cái đám này không ít đâu, khỏi cần nêu tên tất cả, ai cũng biết, trừ những Nguyễn Mạnh Tường tới những Trần Đức Thảo, Châu Tâm Luân, Dương Quỳnh Hoa, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Gia Kiểm v.v. Rồi tới những tên Việt tị nạn biến thành Việt yêu nước hay pivot sáng tổ, năn nỉ các chú các bác, làm ơn đừng chống cộng nữa, gân cổ đọc lại sách vở của Harvard, Yale, Berkeley, hay kêu gọi họ không chống cộng sản mà chỉ chống cái ác thôi, biện bạch Đảng Dân Chủ Mỹ không phải là Đảng Cộng sản đâu. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.